Hello, xin chào các bạn nha. Hôm nay thứ tư ngày 9 tháng 9 năm 2020. Bây giờ mình lại tiếp tục quay cái video cảnh mọi người lên núi Khỉ Vi Ba cho khỉ ăn. Và hiện tại là có một cô gái đang cho khỉ ăn. Và khỉ sáng giờ nó đang đói bụng, mình ra là cô gái này xuống cho khỉ ăn và khỉ nó xuống rất là nhiều luôn. Khỉ nó xuống quá trời xuống luôn, cho ăn nhìn thấy mê lắm các bạn. Các bạn xem nha. Kìa anh như cô thắm, con bác năm ở xa mời về. Dáng người xinh sao xinh quá, trông ngắn ngơ đám trai làng ta. Mới ngày nào khoe dây nháy tiền, mới ngày nào tung tăng khắp miền. Mà giờ đây cô thắm xinh như nàng tiên. Mặt hoa ra phấn đôi mắt đa tình, mày công môi thắm nhung gắm quanh mình. Chân dây tay tay du xoay, nhìn cô ta tức như liễu bôn mảnh. Bà con cô bác ai nấy khen thầm, ước mong cô gái ngoan nhà mình. Ô kìa ai như cô thắm, trong dáng hoa gắm hoa trang đài. Thế mà hôm nay cô thắm không khác chi các cô làng ta. Nón bài thơ nghiêng trong nắng tà, áo bà ba riêng quê ấy mà. Cùng chị em chấm dép cô đi chờ xa. Thì ra cô thắm đang mến hơn người, vì cô ăn ở thơ thó theo thời. Bao người thương, bao trang mê, làng trên xóm dưới nô nức xa gần. Bà con cô bác ai nấy khen thầm, ước chi ta có dâu là nàng. Kìa anh như cô thắm, con bác năm ở xa mời về. Dáng người xinh sao xinh quá, trông ngắn ngơ đám trai làng ta. Mới ngày nào khoe dây nháy tiền, mới ngày nào tung tăng khắp miền. Mà giờ đây cô thắm xinh như nàng tiên. Mặt hoa ra phấn đôi mắt đa tình, mày công môi thắm nhung gắm quanh mình. Chân dây tay tay du xoay, nhìn cô tha thiết như liễu bông mảnh. Bà con cô bác ai nấy khen thầm, ước mong cô gái ngoan nhà mình. Ô kìa ai như cô thắm, trong dáng hoa gắm hoa trang đài. Thế mà hôm nay cô thắm không khác chi các cô làng ta. Nón bài thơ nghiêng trong nắng tà, áo bà ba riêng quê ấy mà. Cùng chị em chắn dép cô đi chờ xa. Thì ra cô thắm đang mến hơn người, vì cô ăn ở thơ thó theo thời. Bao người thương, bao trang mê, làng trên xóm dưới nô nức xa gần. Bà con cô bác ai nấy khen thầm, ước chi ta có dâu là nàng. Thì ra cô thắm đang mến hơn người, vì cô ăn ở thơ thó theo thời. Bao người thương, bao trang mê, làng trên xóm dưới nô nức xa gần. Bà con cô bác ai nấy khen thầm, ước chi ta có dâu là nàng. Hát nhiệm kỳ của anh à. Ở đây có một cái bạn đây cái bạn này bạn tên gì cũng biết nữa. Bạn này tên gì em? Côn à. Côn hả? Dạ. Côn. Côn. Nhìn cưng không? Là không có
Rồi, video mình đến đây là kết thúc nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video. Đăng ký kênh ủng hộ mình nha các bạn. Rồi, xin chào. Hẹn gặp lại các bạn vào video sau nha. Tối coi YouTube có nha. YouTube có hả?